Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đức Thành Audio. Trong thời gian vừa qua thì dòng loa sách tay Casio S9 đang là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại Đức Thành Audio. Với những người chưa biết hay những người đã biết tới em nó rồi thì trong video ngày hôm nay mời mọi người cùng Đức Thành Audio xem chi tiết về em loa Casio S9 để biết tại sao mà em nó lại hot đến như vậy. Và Casio S9 đang có giá cực tốt tại Đức Thành Audio khi có giá chỉ nhỉnh hơn 7 triệu một chút thôi. Và bây giờ mọi người cùng đi vào chi tiết của video của chúng ta ngày hôm nay. Trước mắt mọi người đây là em loa Casio S9. Casio S9 được sản xuất với hai màu đen cá tính và màu xanh nhẹ nhàng. Đầu tiên mọi người có thể thấy thiết kế mặt trước của Casio S9 rất khác so với các dòng loa sách tay khác đang có trên thị trường. Trông cực kỳ ấn tượng với mặt trước lộ củ loa ra ngoài. Với một loa bass 25 ở giữa và hai loa mid 10cm và hai loa chép được bố trí đều hai bên. Không phải là tấm mê căng bảo vệ được làm bằng thép hay bằng vải, mà ở Casio S9 mặt trước sẽ là một cái tấm gỗ được phủ sơn piano. Với kết cấu chủ đạo vẫn là thùng gỗ bên ngoài bọc da, bên trên có quai sách và bảng điều khiển. Ở các nút xoay điều khiển cũng được bọc một lớp nhựa đen, trông rất hài hòa và nổi bật. Về phần bảng điều khiển của Casio S9 được làm bằng chất liệu nhôm xước với tông màu vàng sang trọng. Phần hiệu chỉnh âm thanh đầy đủ với các chức năng, phần tăng giảm âm lượng của nhạc, tiếp đến là phần tăng giảm âm lượng của bass chép. Khác với các dòng loa sách tay khác, cái phần giảm bass beat chép ở trên Casio S9 sẽ khác hơn so với các dòng loa sách tay, khi không được ký hiệu là bass mid chép mà sẽ được ký hiệu là HF level và LF level. Phần hiệu chỉnh cho micro cũng khá là đầy đủ với các điều chỉnh cho bass mid chép, cùng với đó là các hiệu ứng effect như là reverb, echo và delay. Các hiệu ứng khi sử dụng mic như echo, delay, reverb cũng đầy đủ và chi tiết ở đây, cho mọi người dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với chất giọng riêng của từng người. Vậy thì kết nối có dây với Casio S9 chúng ta sẽ kết nối ở đâu? Và để trả lời cho câu hỏi đó thì chúng ta sẽ đi vào mặt sau của Casio S9. Các kết nối có dây đều được bố trí ở mặt sau của Casio S9. Ở mặt sau sẽ bố trí hai lỗ thoát hơi ở hai bên như thế này để giúp cho thoát âm bass ra ở phía sau cho người dùng trải nghiệm tốt hơn. Trên bảng điều khiển, khi bật nút tín hiệu on off này thì đèn sẽ nháy báo. Chúng ta sẽ có hai đèn kết nối Bluetooth hoặc kết nối khác ở đây. Về phần các kết nối ngoài Bluetooth, chúng ta sẽ có cổng AUX in, guitar in và mic in. Ngoài ra ở Casio S9 chúng ta sẽ có một cổng audio out để cắm được jack 3.5, cùng với đó là cổng USB và các phím chức năng để chúng ta có thể chuyển chế độ khi bấm phím mode, dừng bài và qua bài. Đặc biệt là trên Casio S9 sẽ bố trí thêm chức năng mic ride để ưu tiên cho micro, cho tiếng mic sẽ lớn hơn tiếng nhạc. Rồi là chức năng bass boost, chúng ta sẽ bấm phím boost ở đây giúp gia tăng thêm âm bass, rất hợp với những người thích dùng thể loại nhạc mạnh. Có 3 đèn báo mức độ pin hoạt động máy ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có cổng sạc 220V. Ở dưới được bố trí thêm cổng sạc DC 12V. Công suất hoạt động RMS của Casio S9 là 200W. Công suất tối đa là 600W. Thời gian hoạt động dao động từ 6 đến 8 tiếng tùy theo mức độ hoạt động của loa. Thời gian để sạc đầy là từ 3 đến 4 tiếng. Các kết nối của Casio S9 thì chỉ được gọi ở mức cơ bản khi chúng ta chỉ có kết nối Bluetooth và kết nối qua đường line 3.5. Để chuyển từ cổng quang HDMI từ các Smart TV xuống thì chúng ta phải có thêm bộ chuyển đổi, khá bất tiện với nhiều người sử dụng. Ưu điểm của Casio S9 là chúng ta có thêm đường line out để mọi người có thể nối tiếp thêm sub điện hoặc nối sang một các thiết bị khác. Về hai mic của Casio S9 thì được làm từ vỏ nhôm, cầm rất chắc chắn. Bên trong chúng ta sẽ có hai nút cộng trừ để tăng giảm âm lượng cho mic và thêm một nút set để chúng ta có thể điều chỉnh tần số cho micro. Màn hình LED sẽ hiển thị tần số và dung lượng của pin. Mic rất là hút tiếng khi để xa. Để xa như này mà vẫn còn hút nghe rất là rõ ràng. 1, 2, 1, 2. Vừa rồi là thông tin chi tiết về em loa Casio S9. Và bây giờ mọi người cùng thử qua cái chất lượng âm thanh của Casio S9 khi chúng ta sẽ test qua một vài bài nhạc và hát thử karaoke trên Casio S9 nó sẽ như thế nào. Bao câu hứa năm xưa tan vào mưa.
quên em, quên nụ hôn ban đầu. Bao chặng đường gian khổ ta đã qua cùng nhau, sao anh nói chia tay cho lòng đau? Rồi không đến lúc mình buông tay nhau, hạnh phúc kết thúc chỉ một mong em. Rồi nước mắt ta chạm đôi môi em, lẽ chia ly tiếc nuối cho những gì ngày nắng nóng là lòng được đi theo cơn gió tâm tư. Vừa rồi mọi người đã cùng thưởng thức một vài bản nhạc để có thể biết được chất lượng của Casio S9. Mọi người có thể đến trực tiếp showroom của Đức Thành Audio hoặc liên hệ tới hotline của Đức Thành Audio theo thông tin ở đây. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.